Xin kính chào tất cả quý bà con, một lần nữa là đến với kênh Sách Quý Gia Truyền. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2024, thì bắt đầu có khá nhiều quý bà con và Phật tử để tụ tập lại ở trước cái con đường này. Thì ở trên đầu trên có một cái con đường nữa mà Thầy Minh Tuệ sẽ khắc thực đi ra ở trên những con đường này. Nhưng mà ngày hôm qua thì Thầy đã đi trên con đường lớn kia rồi, thì Thầy vẫn không ra trên con đường lớn, chỉ là cái hướng đường đi ra thôi. Quay trở lại nơi cũ rồi nè. Thầy đã không ra cho quý bà con đường đông. Cái khúc trên đó là đứng đông quá. Còn ở dưới này thì có nhiều thông tin cho rằng là Thầy Minh Tuệ sẽ ngày hôm nay sẽ đi khắc thực ở cái đường này đi ra. Quý bà con bái tánh cũng biết là rất là khó để gặp sư Minh Tuệ ở trong cái lúc này. Nhưng mà quý bà con vẫn nuôi một cái chút hy vọng nào đó để có thể gặp được những cái hình ảnh đẹp của sư Minh Tuệ nếu như xuất hiện ở đường lớn ở trong quốc lộ 1A. Thì có nhiều quý bái tánh tự để chờ từ rất lâu, chờ từ hôm qua. Ví dụ như anh mặc áo màu đen này, và anh tới từ Ninh Thuận thôi quý bà con. Anh cùng với vợ, vợ anh thì đứng ở đầu ở phía trên kia, còn anh thì chờ ở dưới đây. Nếu mà thầy xuất hiện ở chỗ nào thì anh sẽ gọi cho vợ, hoặc là vợ sẽ gọi cho anh để chỉ mong đánh lễ và gặp thầy một lần. Và người dân đang xếp ghế ngồi ngay ngắn, đang ngồi ở phía trước, chứ là không có nhôn nhau và chen lấn nhau như những ngày trước. Đó, xếp ghế ngồi. Còn những khách phương nào hoặc là người dân mà hiếu kỳ đi ngang qua mà thấy tụ tập đông thì dừng lại. Có nhiều người là thầy ơi, có người là thầy Minh Tuệ xuất hiện ở dưới đây. Và tới thì có các cơ quan chức năng sẽ tới nhắc nhở. Thì như quý bà con cũng thấy có rất là nhiều quý Phật tử muốn đến tìm thầy. Họ đã vào bên trong cái khu làng đó từ ngày hôm qua. Họ lẻn vào trong nha, thưa quý bà con, cũng có nhiều cơ đưa tin. Họ lẻn vào trong, họ nằm ở nghỉ địa. Con cũng đã phỏng vấn được một anh thanh niên. Là ảnh định là từ ngày hôm trước anh sẽ chui vô nghĩa địa nằm, cho đến khi sư khánh thật đó, anh sẽ tìm chỗ nào để nhìn thấy sư một lần. Lúc đầu thấy nó cũng không có được hay, nhưng mà khi anh nói cuộc đời này được gặp Phật sống một lần thì còn gì hay bằng. Quay nhìn yêu thương thầy Minh Tuệ và hình ảnh trước mắt là có nhiều quý bà con đang đứng lên nhìn ở từ xa, là có một cái tớp người từ trên núi đang đi xuống. Quý bà con rất là háo hức xem có phải là sư Thích Minh Tuệ chuẩn bị xuất hiện không nha quý bà con. Rất là nhiều quý bà con đang háo hức, còn thì đứng ở phía sau. Do hồi nãy con quay ở ngoài đường thì có một người ở cơ quan chức năng người nhắc nhở, anh cũng đứng ở phía sau và chỉ biết đón chờ hình ảnh của sư Minh Tuệ có xuất hiện ở con đường này hay không. Rất là nhiều quý bà con của bái tánh nói với nhau là ngày hôm nay thầy sẽ đi ở trên con đường này, bởi vì ở trên con đường này thầy đang người đang ít ở phía trên. Bao tất cả bốn ở đây quý bà con ở đường phía trên đó. Quý bà con xem clip vào buổi sáng nay con úp thì quý bà con sẽ thấy ở trên đó thì đến rất đông, nhưng mà những quý Phật tử cũng đứng xếp hàng ngay ngắn hoặc là ngồi ở trong những quán cà phê ven đường, thì không có tràn lan ra đường mà gây mất trật tự an ninh xã hội, an toàn giao thông như quý bà con. Và đây cũng là một cái hình ảnh rất là đẹp và một cái hành động rất là hay, thưa quý bà con. Thì con đã đứng chờ đây khoảng 3 giờ sáng tới bây giờ. Thì những clip trước thì quý bà con cũng đã thấy bà con đã rất là đông. Hiện tượng sư Thích Minh Tuệ như thế này thì có vẻ hiện tại bây giờ vẫn là tụ hội, nếu mà gọi tụ tập thì vẫn là tụ tập rất là đông. Nhưng mà người dân có ý thức rất là cao. Và hiện tại bây giờ thì có người dân ở địa phương, nhưng mà người dân thập phương tới thì cũng rất là đông. Có rất là nhiều anh em YouTuber đang tới đây để quay những cái hình ảnh để đưa tin thầy Thích Minh Tuệ tới cho tất cả quý bà con. Thì cũng quay có chừng mực, không có quay quá nhiều để làm ảnh hưởng tới các cơ quan chức năng đang thực hiện công việc của mình.
Cái lúc này nè là có thấy một cái toán người ở trên núi đi xuống. Bây giờ là 6 giờ rồi. Con cứ đứng lên để nhìn để trông ngóng xuống mà thấy con thấy đây bà con. Thì đó không phải là sư, khi nhìn tới gần á thì có coi là không phải là sư, đó chỉ là một cái tốt người mà để lẻn vào ở bên trong, nằm ở trên đó, nằm ở trên núi, trên hốc, trên hang, trên nghĩa địa trên đó, chỉ mong được gặp sư. Thì tới sáng thì đã đủ xuống hết, con tới rất là sớm, có các cơ quan chức năng và các cái anh cầm đèn pin kiểm tra hết cái khu vực ở trên làng này, cũng rất là mệt mỏi đối với cơ quan chức năng, cũng thấy các anh làm việc rất là tốt. Thưa quý bà con, đi quần cả đêm thấy rất là tội, đi soi đèn pin để tìm những cái người mà đã lẻn vào trong. Nếu như những người tốt mà để đứng từ xa lẻn vào trong, chỉ để đứng từ xa để gặp thầy, nhìn thầy một cái thì nó lại khác. Nhưng mà có nhiều người nếu mà lẻn vào trong đó, có những cái hành động, có những cái ý đồ xấu thì nó lại không tốt, không hay cho thầy và tất cả những cái Phật tử mà đang tới đây. Những cái Phật tử hay nói chuyện với nhau là khi mà thầy xuống dưới đây thì hãy đứng xa, đứng xa đánh đổ là người ở đây hay ở đâu chứ tới gần nhất là có dạ, mấy bạn Bình Thuận hả? Cứ tới đụng tụi con ở đây thầy, được khiến cho thầy phạm giới như vậy thì đâu có hay. Ở chú ở đây từ lúc mấy giờ? Phật tử đã nói như vậy đó. Bây giờ thì để những cái anh xung kích ở phường để cũng thấy nhiều quý bà chú con đang ở đứng đâu lên, thì có đi qua bên đường và nhắc nhở quý bà con về thầy mà có xuống thì cũng xếp hàng ngay ngắn để đón chờ thầy. Hiện tại bây giờ thì con cũng đang rất là háo hức thôi bà con. Cái máy quay cũng đặt ở góc này thì không có thể nhìn được hết cái toàn cảnh ở trên đó, những người đi xuống. Nhưng mà quý bà con cũng nhìn và hiểu được cái cảm giác và không gian. Hôm đó gặp thầy rồi. Nhiều Phật tử rất là háo hức. Có nhiều người đã lo về quê, không về lại cái vùng đất Nha Trang, Khánh Hòa và Vĩnh Phương. Thì cái đợt này khi mà nghe thông tin của thầy Thích Minh Tuệ đã chuyển về đây thì họ đã về quê gấp để ước mong lại gặp thầy một lần đầu tiên, thứ hai là cũng có thể thăm lại quê hương mẹ của mình. Đây cũng là một sự kết nối yêu thương vô cùng tuyệt vời. Có những cái hình ảnh mà nhiều người mà nhìn cũng khá là quen thuộc cũng xuất hiện ở trên hình ảnh của trên những cái clip nói về thầy Minh Tuệ cũng nhiều cũng xuất hiện ở gần đây, ví dụ như những anh YouTuber hoặc là các Phật tử đi theo thầy. Có nhiều người rất là tội nha, để đi theo thầy từ không phải gọi là đi theo thầy mà để tìm kiếm thầy từ rất lâu, nhưng mà thầy tới thì họ thầy đi thì họ mới tới đó. Có nhiều cái nghiệt ngã như vậy nên là nhiều quý bà con Phật tử cũng gọi là rất là buồn, vẫn chưa có hậu duyên để gặp thầy. Một cái thông tin nữa là các anh em YouTuber ở Nha Trang cũng nói là có vẻ như thầy Thích Minh Tuệ sẽ ở Nha Trang trong một khoảng thời gian khá lâu, chỉ là người dân đi ra thôi chứ không phải là chỉ ở vài ngày giống như là ở trên Gia Lai hay là ở những cái nơi khác. Thì thầy sẽ ở nghe nói đâu thì thầy có thể sẽ ở Nha Trang để hết qua mùa mưa, gọi là mùa an cư kiết hạ, sẽ ở hết qua mùa mưa, sẽ không có đi xa, vì khi mà đi xa sẽ giảm những cái chúng sanh mà mắt thường không có nhìn thấy được, vào mùa mưa rất là nhiều chúng sanh ở dưới mặt đường nên là thầy sẽ hạn chế đi xa. Thầy sẽ khất thực ở xung quanh cái ngôi làng ở dưới cái chân núi đó, chứ không có đi ra xa ngoài đường lớn giống như mùa nắng bình thường. Ngày hôm qua thì con cũng có làm một cái clip nói về cái nơi núi Sạn á, những cái quý bà con Phật tử ở núi Sạn nói gì về thầy thì chia sẻ những cái câu chuyện rất là hay, nhưng mà cũng rất là xúc động về thầy Minh Tuệ. Những cái ngày đầu mà thầy tu tập cực kỳ khó khăn, khi thầy khoác cái áo vàng ngay từ đầu còn có nhiều người cúng dường khất thực cho sư Minh Tuệ, nhưng mà khi thầy đã buông bỏ đi cái áo vàng, cái tay nải của mình và vào nghĩa địa để lấy những cái mảnh vải rách nát để về cắt và may thành cái y ngay ban đầu, rất là khó khăn. Và cái thời gian mà thầy nhiều quý bà con ở đó nói là thầy may rất là xấu và đồ linh tinh và đồ cũ nát rất nhiều lắm.
rất là tội. Mày cứ đi từ sáng từ trên núi xuống rồi đi một ngày mấy chục ngày rồi chiều về. Ngay bên đầu á thì cái lòng tin dành cho những người dân ở xung quanh cái khu núi mà xin tu không có nhiều, mà về sau này cứ thấy cái ông này cứ sáng sớm là để đi khất thực và chiều mới về, cứ đi cả ngày như vậy, người ta mới dần biết ông này là tu thiệt, và sau này mới biết đây là lối tu của Khổ Hạnh Đầu Đà, một những cái pháp tu mà rất là nổi tiếng của Đức Phật hồi trước, nhưng mà theo một thời gian dường như nó đã quên lãng. Và cuối cùng là mới xuất hiện ra một cái vị chân tu tên là Thầy Minh Tuệ. Từ đó thì người dân bắt đầu ai mà có dậy sớm thì sẽ nấu ăn hoặc là chuẩn bị đồ để cho sư Minh Tuệ xuống thì khất thực cho sư một ít. Về sư lúc đó là thường chỉ nhận được một người là đã đủ rồi. Về xuống ở dưới đây nữa, xuống đi xa núi nữa thì chỉ nhận những cái chai nước của những cái quý bà con, những quý Phật tử yêu thương mà thấy thầy lúc đó thôi. Lẽ lúc đó chỉ biết một ông thầy nào tu quá giỏi nên là mới tặng thầy những cái chai nước đó. Giờ sau này mới biết được cái đức hạnh của sư là cao như thế nào, và sư là tu đạt tới đắc đạo hay chưa, thì nhiều quý bà con ở đó cũng nói là sư không biết đã tu đắc đạo hay chưa, nhưng mà mỗi lần mà gặp sư là cũng thấy nó vui vẻ, nó hạnh phúc trong người. Trời mặc dù có nắng cỡ nào 30-40 độ dưới cái đường dầu, nóng cực kỳ nóng luôn, nhưng mà sư vẫn nhẹ nhàng đi ở trên đường, đi thong thoát, mà người ta nói là sư gọi là đi như bay, đi mà thong thoát, nét đi nó nhẹ nhàng, mà sư lúc nào cũng cười. Trời nắng, trời mưa, thời tiết khó khăn cỡ nào sư vẫn cười, cứ gặp sư là an lạc. Cái hay của sư như vậy. Và có nhiều quý bà con ở đó cũng đâu phải là được cúng dường cho sư mỗi ngày, hậu duyên mới gặp được sư. Tại vì sư từ trên núi sư đi xuống từ 4-5 giờ là sư đã đi xuống núi rồi, và đi xuống tới cái chân núi để ra tới đường lớn là 3-4 tiếng để xuống tới làng. Ông chú đến từ Ninh Thuận thì đi với làng đó, ai mà hậu duyên gặp được sư thì cúng dường cho sư một ít. Rồi sư đi ra đường lớn rồi các quý bà con dân nói thì đã có sư đã khắc phục hai ba nhà ở trên làng rồi, nên là đã đủ rồi và đã quay về sư núi rồi. Đặc biệt là sư chỉ nhận nước lọc thôi, ngoài ra là không nhận bất cứ cái thứ gì khác, giống như mấy cái vị sư kia. Mấy vị sư kia cũng không có nhận tiền, nhưng mà cũng có uống như là nước dừa, nước yến. Nói chung là mấy vị sư kia là nhiều khi mà có các cô trong hàng quán tặng nước thì sư thì không, hoặc là tặng dừa sư cũng có nhận, nhưng mà đối với sư Minh Tuệ là chỉ lấy nước, không lấy cái gì hết, chỉ lấy nước. Đó, cái hay vậy. Những thứ nhỏ chút gì để thể hiện được cái đức hạnh của sư Minh Tuệ và dẫn đến cái hiện tượng là ngày hôm nay nè, có quá nhiều quý bà con bà tánh yêu thương sư, kính mến cái đức hạnh của sư, đạt tu của sư, nhiều mong muốn được tới đây để gặp sư một lần. Thì con cũng có hỏi những cái bá tánh bà con xung quanh, khi mà thấy có rất là nhiều quý bà con tụ tập ở nhiều nơi khác vào ngày trước, thì tới ngày hôm nay thì sao mà quý bà con vẫn tới, thì họ cũng nói là tới đây thì mình im lặng, mình đứng xếp hàng ngay ngắn, mình gặp sư từ xa, mình đảnh lễ là được rồi, chứ còn không có làm mất an ninh trật tự. Và vị sư Minh Tuệ này thì có nhiều người nói là như là Phật sống tái thế tới 2600 năm rồi mới có một cái người mà tu theo cái pháp hạnh này mà có cái đức hạnh như thế này, thì trong cuộc đời con người phải gặp một lần đó. Câu nhiều quý bà con Phật tử là nói như vậy đó, thì đúng là những quý bà con Phật tử đó cũng có cái lý riêng, có cái ý đúng riêng, mình không có phản bác ai hết. Con chỉ lên trên đây để đưa những cái hình ảnh ở những, cho những cái quý bà con Phật tử mà ở xa quá, không có đủ thời gian và điều kiện để tới Nha Trang, Vĩnh Phương để có thể cung kính đón chờ thầy, hoặc là có thể gặp được thầy một cách từ xa để đảnh lễ thầy không được, thì con mới mạo muội gửi những hình ảnh này cho quý bà con. Thì cả đêm không ngủ thì lên trên đây đứng để chờ chị
quan điểm cá nhân của con cũng vậy, cũng mong sẽ đứng từ xa gặp thầy, để xác thực là thầy Thích Minh Huệ đã đi ở con đường này thôi bà con, nhưng mà chưa ra đường lớn thì thầy đã có tất đủ với thầy đã quay lại nơi cái cốc của mình trước tu ở trên thầy năm, và những quý bà con khác đang bắt đầu đi về, những quý bà con ở trên đầu trên thì cũng nói là thầy đã đi ở dưới đường này nhìn vui tươi, nhìn nhưng mà thầy không xuất hiện dưới đây thì có nghĩa là thầy đã đi ở trên kia và có những cái thì cũng mong quý khác để cúng dường cho sư này, thì sư là có nhiều quý bà con thầy cũng đã bắt đầu ra về và có thể đi bộ hành thức thực một cách bình thường giống như một người trước nữa. Tại vì nếu như nhiều quý Phật tử, nhiều quý bà con ở khu vực này thì không gặp được thầy khoảng 6 giờ là người ta đã bắt đầu bỏ về. Còn những người còn lại ở đây là thường là những người ở xa. Đúng là thầy đi đường này nhưng mà thầy không ra cái chốt chặn cuối cùng thôi quý bà con. Có thể là họ ở lại đây, họ xin ở lại nhà dân hoặc là có thể thuê một cái khách sạn, phòng trọ để ngày mai tất cả đều là hữu duyên. Có cái dòng dòng con họ thì dù quý Phật tử ở đây xa dòng chia sẻ như vậy. Dòng dù sao thì dòng. Họ cũng đã tới được đây, cũng đã vui rồi. Để chờ hơn 10 phút nữa. Có nhiều quý Phật tử ở xa, ở Canada, ở Úc, ở Pháp, ở Mỹ cũng về. Chỉ mong muốn một lần để gặp sư và đỉnh lễ sư. Thật sự vẫn không được. Những quý bà con đó cũng xin chia buồn và rất là thương nha. Thì từ xa như vậy. Còn những quý Phật tử ở gần những cái tỉnh lân cận thì có thời gian và điều kiện tới hơn. Còn ví dụ như là con ở cái khu vực này luôn thì con rất là nếu mà nói về duyên thì chưa biết như thế nào, nhưng mà cơ hội thì con dễ gặp thầy hơn những quý bà con khác, nên là cuối cùng là thầy xuống đó và có những thông tin thì con sẽ đem cho hai bạn quay thầy và gửi tới quý bà con. Quý bà con hãy like và đăng ký kênh để đón chờ những cái thông tin mới nhất của thầy Minh Tuệ. Tại vì những cái người ở xa sẽ không biết hết thông tin đâu. Con và một vài anh em khác ở ngay ở dưới chân núi luôn là những người sẽ lấy những cái thông tin, sẽ có những cái tình hình mới nhất của sư Minh Tuệ chính xác và xác thực nhất của quý bà con. Con thấy có quá nhiều cái tên đâu đâu ở đâu á mà được rất là nhiều quý bà con chú ý. Nhưng mà hãy nếu mà muốn biết những thông tin rõ và chính xác nhất thì phải người dân địa phương nhất nhất tự ly gì tốc độ mà quý bà con, thì tụi con là những cái người mà đưa những thông tin chính xác và nhanh nhất sớm nhất đối với quý bà con. Và hẹn quý bà con vào sáng ngày mai sẽ có những cái thông tin mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con.